Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thầy Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ sản phẩm, đó là bộ hoành phi câu đối gỗ cụ. Đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình khách hàng tại Quảng Ninh. Đó là gia đình anh Toàn, anh thuộc Uông Bí, Quảng Ninh. Anh đã đặt hàng online chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hôm nay xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt chi tiết tỉ mỉ. Bộ sản phẩm của anh thì đã xong. Chúng tôi cũng gửi riêng tới gia đình cũng như là tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi video của chúng tôi. Đầu tiên chúng tôi giới thiệu bức hoành phi trước. Bức hoành phi này mang cái thông số kích thước là dài 1m75, rộng 67 và ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân. Xung quanh chúng tôi chạm chữ công và trong lòng chúng tôi thiết kế một chiếc cuốn thư. Và chiếc cuốn thư này thì chúng tôi làm nền gấm và bên trên chúng tôi chạm ba chữ Đức Lưu Quang, đọc từ bên phải sang. Thường là chữ Hán Nôm, chúng ta đọc từ phải sang, còn nếu là thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang. Và có cái phụ đề tiếng Việt ở phía dưới cho quý khách mới tìm hiểu về hoành phi thì có thể biết được các cái nghĩa của chữ Hán Nôm. Và toàn bộ phần khung là chúng tôi làm dày 7 phân. Có đục các cái cây tứ quý, đó là tùng cúc trúc mai. Khuôn phía dưới thì chúng tôi chạm lui hoa hồng. Và khuôn bên trên thì chúng tôi chạm cuốn thư, có các cái cành hoa mai. Thì bức hoành phi này cũng đang được chúng tôi đánh giá đó là cái mẫu thịnh hành và bán chạy nhất năm 2020. Trung bình một tháng chúng tôi có thể bán từ 100 tới 200 bộ như này. Chúng tôi có một đội ngũ thợ rất là đông, có thể sản xuất liên tục, đổ cho các đại lý cấp 2, cấp 3 trên toàn quốc như các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Và bộ câu đối này, hai vế là chúng tôi chạm 14 chữ, mỗi bên 7 chữ. Vế bên trái, chúng tôi chạm là Phúc Ấm Nhi Tôn, Vạn Thế Hưng. Và vế bên phải, chúng tôi chạm đó là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh. Và toàn bộ các cái bộ chữ này là do gia đình đã gửi qua Gmail cho chúng tôi. Và gia đình anh có gửi qua một bản qua Zalo 0986 883349 và chúng tôi đã thi công thiết kế theo đúng mẫu của gia đình. Đôi câu đối này có thông số kích thước đó là dài 1m75, rộng 28 cm và dày 4 phân. Toàn bộ hai đôi câu đối này là hàng liền tấm, câu đối phẳng. Và nền chúng tôi chặt gấm chữ thập. Xung quanh thì chúng tôi có các cái diềm, đó là bầu rượu túi thơ, theo với nét cổ của các cụ ngày xưa. Câu đối này cũng dài 1m75 và bức hoành phi cũng dài 1m75, có cùng thông số kích thước. Vì gia đình anh là phòng thờ nó nhỏ nên anh sẽ đặt kích thước nó nhỏ lại. Còn bình thường chúng tôi làm là dài 1m97. Và bộ chữ Đức Lưu Quang thì có ý nghĩa là đức độ tỏa sáng muôn đời và lưu truyền mãi về sau này. Câu đối thì chúng tôi chạm là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh đối với Phúc Ấm Nhi Tôn Vạn Thế Hưng. Và sau khi chúng tôi quay video clip mộc một lượt, chúng tôi sẽ cho đi hoàn thiện PU và toàn bộ chữ sẽ được thép vàng. Quý khách có đặt hàng online, quý khách hãy liên hệ trực tiếp về cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách còn đang băn khoăn hay là tránh các trường hợp lừa đảo rủi ro, quý khách hãy liên hệ trực tiếp về với chúng tôi qua số hotline 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Và chúng tôi cũng khuyên quý khách là nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Quý khách hàng ở xa không về được, hãy xem kỹ các cái video clip của chúng tôi và chụp hình ảnh lại. Nếu như quý khách muốn làm đúng như mẫu vậy thì chúng tôi sẽ làm y như mẫu và tin nhắn Zalo thì cũng là thay như hợp đồng.
Gần đây chúng tôi cũng nhận được rất nhiều đơn hàng đặt hàng online tới từ tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Đồ gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn các quý vị và các bạn đã theo dõi video và cũng ủng hộ Đồ gỗ Hiền Lành trong suốt thời gian vừa qua. Đặt hàng online cũng như là đặt hàng offline. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp Hoành Phi Câu Đối. Thì trong thời gian tới này chúng tôi sẽ bàn giao rất nhiều các cái đơn đặt hàng tới từ nhà thờ lớn bé trên toàn quốc. Các cái phòng thờ tư gia cũng như là nhà thờ họ hay là các cái hàng hoàn thiện PU, sơn son thép vàng thì chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trên kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách trên toàn quốc hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái sản phẩm mới nhất mà chúng tôi đưa lên từ đồ gỗ phòng khách tới đồ gỗ phòng thờ tới các video về đồ đá. Toàn bộ bộ sản phẩm Hoành Phi Câu Đối này chúng tôi làm từ chất liệu gỗ gụ và gỗ gụ được chúng tôi nhập khẩu từ nước Lào. Quý khách muốn xem thêm các sản phẩm về Hoành Phi Câu Đối, quý khách có thể truy cập vào trang chủ YouTube Đồ gỗ Hiền Lành hoặc trang fanpage Facebook Đồ gỗ Hiền Lành. Chúng tôi đang có 3.000 người theo dõi và 3.000 người đó là 3.000 người khách đã trung thành với Đồ gỗ Hiền Lành trong suốt thời gian vừa qua. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để xem được các video mới nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi các video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo.